Cái giỏ của chú nè. May quá, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, chú cẩn thận nha. Nhanh nhẹn đó, chấp nhận được. Đây, có kèo. Để tôi cho chú tủ nha. Của chú nè. May quá, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, chú cẩn thận nha. Nhưng mà nè, trong làm ăn á, nhân từ quá không tốt đâu cô em. Đây, tiền công của tôi. Hên quá, không có hên đâu. Làm ăn là phải như vậy, như vậy nó mới giàu, hiểu không hả? Ý, sao toàn tiền âm phủ không vậy? Bà, tôi có lỗi với bà. Thôi kệ đi, của đi thay người. Sang năm á, tôi cúng bà nhiều hơn. Sao? Sao rồi? Bà sao đâu? Dạ, cô Tư mới qua. Dạ, à, mời cô Tư vô nhà uống nước à. Nước gì mà nước? Nợ nần một năm nay rồi, chồng bệnh, qua năn nỉ lại lục sinh. Rồi giờ sao? Có trả nợ không? Dạ, cô Tư cho tôi vài bữa nữa, có tiền tôi chạy qua nhà cô Tư tôi trả liền à. Giờ tôi tính vậy nha, chỉ còn căn nhà đó, nợ cũng dai rồi, bán đi. Còn không ai mua, tôi mua cho. Dạ cô Tư ơi, cô Tư thương tôi,
căn nhà Hương quả tôi không thể nào bán dạ, được. Dạ không bán đâu. Tôi bán. Dạ. Dạ. Con ơi thôi con. Trời ơi con ơi. Thôi mà con. Sao? Chị để con vậy? Đánh đàn em tôi vậy đó hả? Định quỵt nợ phải không? Cô Tư, con biết á là nhà con thiếu nợ cô đã lâu. Nhưng mà căn nhà này của ba con để lại, mẹ con không thể nào đưa cho cô được. Con hứa với cô, trong vòng 1 năm con sẽ trả hết số nợ mà mẹ con nợ cô Tư. Chắc quá ha. Con hứa trong vòng 1 năm con sẽ trả hết. Con chỉ nói đó nghe. Tụi bay. Dạ. Dạ. Mẹ. Tâm đi, mày đừng có lo nữa. Con á sẽ lên Sài Gòn đi làm, kiếm thật nhiều tiền gì đây để cho mẹ trả nợ. Thôi, để mẹ đi. Không có được. Mẹ lớn tuổi như thế này rồi, ai mà thuê mẹ làm nữa chứ. Chứ con thân gái dặm trường, mẹ lo lắm con biết không? Mẹ à, con gái của mẹ lớn chồng ngồng như thế này rồi, ai mà dám ăn hiếp con gái của mẹ nữa. Ai mà dám ăn hiếp con á, con đánh nó tứ bụi luôn. Mẹ yên tâm nha. Thiệt tình. Để lên bà con ơi, tâm thấm Sài Gòn chào đâu nè, để lên. Mẹ à, mẹ ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm về với mẹ nha. À, mẹ có để dành một ít nè, con đem lên chuyển xài nha con. Con ai đi đâu nè? Con đi nha mẹ. Ngày con còn thơ, mẹ ru con dưới mái tranh nghèo. Tiếng ru ơi à, như tình mẹ tha thiết bao la. Ngày con còn thơ, bao dáng lao vất vả trăm bề. Mẹ tạo tầng sớm nắng chiều mưa, cho đời con không lớn nên giờ con ngồi đây nghe trời mưa, con nhớ mẹ nhiều, nhớ mái tranh nghèo dưới mưa chiều mẹ tiễn con đi. Bàn tay gầy áo lo cho con hai bữa cơm lành, bát canh rau đậm tình quê khó phai, biết tìm đâu khi đã xa rồi. Giờ đây con xa mẹ, mẹ ơi, con lên chốn đô thành, xa mẹ già, xa cả làng quê, xa mái nhà tranh cây cầu tre, xa cả lời ru mẹ âu ơ. Ngày nào thơ ấu, à ơi con ngủ cho ngoan, thầm mong cho mẹ bình an. Qua bao tháng năm dài con trở về, bao hiếu mẹ yêu, con sẽ về đây nơi làng quê, con vẫn là con của ngày thơ. Dù mưa hay gió, mẹ ơi con sẽ về. Rồi, bà con xuống xe, xuống xe đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi chuyện gì đấy? Thằng anh, thằng anh dọa xuống xe. Lẹ lên. Còn ai đâu? Rồi, tới luôn anh Tài ơi.
cho con hỏi cái địa chỉ này ở đâu vậy chú? Ở quê mới lên hả? Dạ. Trên này á, đồ đạc phải cẩn thận á, coi chừng bị giật. Cái gì nữa, đuổi theo đi. Ăn cơm, ăn cơm. Vé số đi, vé số đi. Ba người ta, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Muốn bắt tao chặt dễ. Không sao, nhất định mình sẽ tìm được việc làm. Mình sẽ tìm được việc làm. Không có giấy tờ, ai dám nhận bà nội? Ủa, mà không có giấy tờ là không có đi làm được hả anh? Đúng rồi em, sợ trộm cắp lường gạt sao? Dạ, em cảm ơn chị. Hùng hả? Tôi không biết cô mà. Cái giỏ của tôi đâu? Bà là ai bà nội? Cái túi của tôi đâu? Lỡ quăng rồi. Anh Quang ở đâu? Không nhớ. Dắt tôi đi tìm đi. Nhớ đâu tìm. Đi. Không nhớ mà. Ây da. Có đúng là ở đây không? Đúng rồi. Rồi cái túi của tôi đâu? Sao tôi biết được? Chắc là người ta dọn rác rồi á. Coi như con xui đi. Tôi xong rồi, tôi đi. Đứng lại. Anh có biết á là bao nhiêu giấy tờ của tôi nằm trong đó không? Không có giấy tờ thì làm sao tôi đi xin việc làm? Tôi á còn phải nuôi mẹ già dưới quê nữa đó. Cô mắc cười quá. Cuộc đời của cô, cuộc đời của mẹ già của cô ảnh hưởng gì tới tôi? Anh lấy cái túi của tôi á là anh phải có trách nhiệm với tôi đó. Cái gì? Muốn tôi có trách nhiệm với cô hả? Ok. Trách nhiệm thì trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của anh đó hả? Chứ con muốn gì? Con tưởng con sống trên này dễ kiếm sống lắm hả? Có cái ăn là mừng rồi. Ăn đi. Tôi không cần, tôi không cần. Tôi chỉ cần giấy tờ để đi làm thôi. Cần giấy tờ em phải rác lấy đi. Tôi không có khùng bị với cô. Bãi rác ở đâu? Hẳn là quẹo phải hỏi người ta tới. Ê, chúc may mắn nha. Ủa? Suy nghĩ lại hả? Tiền của tôi đâu? Muốn bài hả? Anh... Được rồi. Anh hay lắm. Tôi mà kiếm được giấy tờ á, tôi sẽ cho anh một trận. Thằng này dễ bị hù quá ha. Ăn tôi quầm luôn. Ủa? Quay về đó hả? Kiếm được giấy tờ không? Chắc chắn là không rồi. Nói rồi sao kiếm được. Ê,
Lỡ kiếm không được giấy tờ thôi, làm gì buồn dữ hả? Ê, tôi nói nghe nè, đừng buồn nữa được không? Tôi biết đây cũng là phần trách nhiệm của tôi. Thôi giờ vậy, tôi hứa từ bây giờ trở về sau á, tôi sẽ có trách nhiệm với cô hơn nha. Cô muốn cái gì á, tôi làm cho cô hết, được chưa? Trách nhiệm hả? Anh còn đi giật đồ của người khác thì trách nhiệm ở đâu ra? Ê, đừng có xúc phạm thằng này nha. Nói cho cô biết, thằng này có việc làm đàng hoàng đó. Thiệt không đó? Không tin hả? Mai dắt cô đi làm. Còn giờ nè, ăn miếng bao đi. Thôi, tôi không ăn đâu. Không ăn đói xỉu luôn á, biết không? Đi. Gì vậy? Nghe mùi gì không vậy? Không phải mùi bánh bao. Trời, trời ơi, gái gì mà ở dơ dữ vậy? Cô hửi thôi. Nghe mùi hôi không? Trời ơi. Đi thay đồ đi. Đồ đâu mà thay? Để tôi lo cho. Trách nhiệm. Ở đâu ra bộ đồ phùng phền đưa tôi mặc vậy? Ý kiến nhiều quá. Cái áo đẹp nhất của tôi rồi đó. Rồi cái túi này nữa, đưa tôi đeo làm chi? Đi làm. Đi làm cái gì? Đang đi làm nè. Ê, gì? Qua mua giùm tôi ký xoài đi. Chơi vậy? Thầy mà ăn không được hả? Có bầu hả? Không. Xoài nhiêu ký vậy em? Dạ xoài 25 ngàn ký. Lấy chị ký đi. Dạ, rồi. Chị, cần dạ. Kem ký xoài ngon ngon nha. Dạ vào luôn. Ủa chị, xài ngon không chị? Dạ ngon. Chị. Dạ. Bên này là gì? Cát bò lọc hả? Cát bò lọc á. Dạ. Dạ. Lấy em ký đi chị. Dạ giờ đợi xíu. Cái gì? Anh chạy. Chạy, chạy đi. Ba người ta ăn cắp. Chạy, chạy tôi làm gì? Chết ra. Mẹ đâu? Cái đồ ăn cắp, cái đồ ăn trộm, cái đồ xấu xa. Chửi đi. Mày mốt anh đừng có dắt tôi đi theo nữa nha. Ừ, chửi nữa đi, quen quá mà ngày nào không nghe chửi. Thì gì? Quay. Nè nè nè, trong này có chứng minh luôn á, đi cặp chứng minh được nè. Ý, còn cái này nữa. Tiền. Trời ơi, 3 triệu lận á. 3 triệu hả? Ừ, khoái 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 rồi gì. Khoái 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 rồi. Nè, ăn đồng chưa đủ, dưới 1,5 triệu, ok. Không cần. Sao vậy nè? Buồn sao hả? Tôi đói bụng. Biết ngay mà. Từ hôm qua đến giờ cô có ăn gì đâu. Bây giờ vậy, thích ăn gì tôi dắt đi, ok? Anh nói đó nha. Ừ. Ê, quê cô ở đâu vậy? Lên Sài Gòn làm gì? Quê tôi ở Đồng Tháp. Tôi lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ tôi. Chứ ai giống như anh đi giật đồ của người ta. Người lạ. Nói chuyện lúc nào cũng thích móc 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 rồi. Thích móc lắm hả? À, cô nghĩ tôi muốn làm cái nghề này lắm hả? Đầy rủi ro đó. Anh đi ăn trộm ăn cướp như vậy, anh không sợ bị bắt hả? Sao không kiếm việc gì đàng hoàng làm đi? Nói dễ lắm. Cô nghĩ đi, một thằng như tôi nè, không giấy tờ, không bằng cấp, xin việc ai nhận? Cô nhìn múc chỉ bên kia xong đi. Toàn là nhà giàu không á, tiền tỷ trong tay. Có nhiều người á, bây giờ người ta mới bắt đầu đổ ra đường chơi, đi vũ trường, quán bar, một đêm đập phá biết bao nhiêu tiền. Giàu quá thì lâu lâu tôi giật đồ, tôi móng túi, mượn đỡ xài có sao đâu. Cô nhớ cái bà hồi sáng không? Ừ. Đó, bà đi chợ thôi mà trong người bà giữ 3 triệu, chứng tỏ bà giàu cỡ nào rồi. Mượn có sao đâu. Mà nghĩ lại ông trời cũng bất công quá ha. Người thì quá giàu, người thì quá nghèo. Có nhiều đứa ở dưới quê á, cứ nghĩ lên trên Sài Gòn dễ kiếm sống lắm, kiếm được tiền nhiều lắm. Ừ, lên thử đi rồi biết. Ê. Ừ? Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn coi. Ừ.
Cô Tư, cô cho con hỏi là mẹ con thiếu cô Tư bao nhiêu tiền vậy? Dạ hả? Mẹ bay thiếu tao 80 triệu, tiền lời nữa là 100 triệu. Trời đất, cô ăn lời cắt cổ vậy? Ủa, mẹ bay đang nghĩ tao cho mượn. Chứ tao đâu có kề dao vô cổ mẹ bay bắt mượn đâu mà giờ nó cắt cổ. Sao? Bố mạnh miệng lắm mà. Nó sẽ trả hết nợ mà giờ nó ý đã. Liệu hồn nha, không trả, tao tới tao xiết nhà. Cô Tư, cô Tư. Em buông tôi ra. Ông là ai vậy? Giờ này ở ngoài này một mình nguy hiểm lắm. Buông tôi ra. Làm gì quạo vậy? Không có gì. Vậy mà nó không có gì. Điện thoại tôi đâu? Nếu tôi mà gặp anh lại một lần nữa thì anh cũng giống như cái điện thoại này. Biết chưa? Vậy luôn á hả? Thôi chuyện nhỏ mà bỏ đi. Vô ngủ mai đi làm. Đi làm cái gì? Anh mà cũng đi làm nữa hả? Giờ con ngồi đây nghe trời mưa, con nhớ mẹ nhiều. Nhớ mái tranh nghèo, dưới mưa chiều mẹ tiễn con đi. Bàn tay gầy áo lo cho con hai bữa cơm lành. Bát canh rau đậm tình quê khó phai, biết tìm đâu khi đã xa rồi. Giờ đây con xa mẹ, mẹ ơi, con lên chốn đô thành xa mẹ già, xa cả làng quê, xa mái nhà tranh cây cầu tre, xa cả lời ru mẹ âu ơ. Ngày nào thơ ấu à ơi, con ngủ cho ngoan, thầm mong mong cho mẹ bình an. Qua bao tháng năm dài con trở về, bao yêu mẹ yêu, con sẽ về đây nơi làng quê, con vẫn là con của ngày thơ. Dù mưa hay gió, mẹ ơi con sẽ về, con sẽ về đây nơi làng quê, con vẫn là con của ngày thơ. Dù mưa hay gió, mẹ ơi con sẽ. Mái tranh nghèo, dưới mưa chiều mẹ tiễn con đi. Bàn tay gầy áo lo cho con hai bữa cơm lành. Bát canh rau đậm tình quê khó phai, biết tìm đâu khi đã xa rồi.